人生就像一个谜，难猜谜的底，想的是心交心，怎知道背对背你懂我心。人生就是一个谜，是谜就有底，昨天还手挽手，今天已面对面没了言语。说好不流泪，泪在心上滴，说好不流泪，其实并不容易。天注定，注定让我与你相依，再累也愿意。说好不流泪，沉默在心最细，说好不流泪，其实说好不流泪，其实也容易。天注定，注定让我与你相依，再累也愿意。爱无所畏惧。Bộ phim Hứa không được khóc, tập 23. Được rồi, xong chưa vậy? Kiên nhẫn chút đi. Em sắp buồn ngủ rồi. Không được nhìn trộm đó. Anh cột em như cái bánh tét, sao em nhìn thấy được? Mắt em cũng bị bịt kính mở không ra luôn. Được rồi, kiên nhẫn chút đi. Giờ có thể nhìn rồi. Sao hả? Hôm nay là 100 ngày chúng ta chính thức quen nhau. Cái này anh cũng nhớ hả? Tất nhiên rồi. Học trong phim truyền hình vô vị nào vậy? Nhưng đây cũng được coi là niềm vui bất ngờ chứ. Lãng mạn quá. Phụ nữ các cô đều thích vậy hết. Đây là sự khác nhau giữa phụ nữ và đàn ông. Đàn ông từ sao quả, đàn bà từ sao kim. Đó là những sinh vật khác nhau trên trái đất này. Người nào người nấy y chang nhau. Cô nói cái này ăn lâu dài được chắc. Cứ trực tiếp tặng nhẫn là xong rồi. Phụ nữ thích như vậy. Bây giờ có rất nhiều công ty lên kế hoạch cầu hôn. Chính bởi vì đàn ông mãi mãi không thể so với phụ nữ đó. Cô nói như vậy làm trong lòng tôi thấy không thực tế chút nào. Cô nói xem, rốt cuộc Đại Duy có bản lĩnh gì mà cưa đổ được em gái tôi vậy? Chờ tin vui đi. Gả cho anh đi. Gì chứ? Anh đang làm gì vậy? Hứa với anh đi. Không, anh đứng lên trước đã. Không, em phải đồng ý với anh đã. Em... Em về đây. Lãnh Sang. Dạng Thịnh Đoàn. Sao rồi? Mau ngồi xuống ăn cơm đi.
Rốt cuộc cô Út sao vậy ba? Có phải bị bệnh không? Muộn rồi, anh, em không ăn đâu, em phải đi đây. Cô Út, bánh mì này cho cô đó. Con ăn đi. Ăn xong rồi thì mau đi học đi. Ba, cô Út bị sao vậy? Ba nói con biết đi. Dạo này công việc của cô Út rất bận, áp lực lớn nên tâm trạng không được vui. Chắc là bị sếp mắng rồi. Xem ra làm nhân viên cực khổ thật, làm sếp vẫn sướng hơn. Tại sao? Tại sao người xui xẻo lại là mình? Đại Duy, tại sao anh lại chọn lúc này cầu hôn em chứ? Thiên Hữu, rốt cuộc con là con của ai? Nếu con không phải cút nhục của Lãnh gia, vậy cuộc đời của cô chẳng phải trở thành trò cười lớn nhất sao? Mình phải làm sao đây? Thái Vĩnh Hào, anh nấu cơm xong chưa? Em đói sắp chết rồi đây. Thái Vĩnh Hào, Tiểu Tô Tông, em ngồi yên đi. Ngồi. Cẩn thận động thai khí đó. Anh lại lo cho con anh hả? Không phải chúng ta đã ước hẹn ba chương rồi sao? Điều thứ nhất là gì hả? Làm sao anh quên được? Anh xếp thứ ba, em xếp... À không, con xếp thứ hai, em xếp thứ nhất. Được chưa hả? Được rồi. Trên mạng nói, đàn ông các anh một ngày làm thiên tử, 10 tháng làm nô tài, cả đời làm hoàng thượng. Còn phụ nữ thì một ngày làm công chúa, 10 tháng làm hoàng hậu, cả đời làm nô lệ. Nhìn bộ dạng anh bây giờ thì chắc sau này em phải sống cuộc sống nô lệ cả đời quá. Tiểu Tổ Tông à, em nghĩ nhiều quá rồi. Hay là vậy đi, anh đảm bảo với em, ở trong nhà Đậu Đậu mãi mãi là công chúa suốt đời. Được chưa? Được rồi, anh mau đi nấu cơm đi. Được, vậy mang cái này đi. Nhanh lên. Anh đang làm gì vậy? Anh đang tiến hành thai giáo đó. Thai giáo? Tài của nó còn chưa có, giờ anh thai giáo có hơi sớm đó. Em không có ý đó đâu. Ý em là hồi nãy anh để tai nghe trên bụng em thấy ngứa ngứa bụng. Được rồi, anh tìm sách cho em đọc đi. Được. Em muốn đọc sách gì? Giai đoạn thai giáo nào? Sách Chòm Sao. Được đó. Em phải tính thử xem. Con chúng ta dự sinh vào tháng 10. Tháng 10 là Chòm Sao gì? Chòm Thiên Bình, đúng không? Hoàng Đậu Đậu. Lãnh Sang. Sao cô uống nhiều quá vậy? Cô đừng hỏi tôi chán cô lắm, bỏ tay ra. Đều tại cô hết. Tại tôi cái gì? Nếu cô không dọn đi, Ngô Đại Duy cũng sẽ không tới ở. Được, mau rót cho cô ấy ly nước đi. Giờ tôi không muốn về nhà, cũng không muốn gặp người nào trong số họ hết. Tôi không muốn gặp ai bên đó hết. Được rồi, vào trong rồi nói, đi.
Sao cô uống nhiều vậy hả? Từ từ, từ từ. Từ từ, lên giường, lên giường. Dậy dậy dậy. Được, nằm xuống đi. Lãnh Sang tôi để nước cho cô ở đây. Được, 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 để đây đi. Anh ra ngoài trước đi. Em nói chuyện với cô ấy được rồi. Đầu đầu. Được, được, anh ra ngoài đi. Cẩn thận đó, anh ở bên ngoài. Được, được. Nói tôi nghe, cô sao vậy? Ngô Đại Duy cầu hôn tôi. Vậy cô khóc cái khỉ gì? Cô nên vui mới đúng chứ. Cô đừng nói là tại cô mừng quá nên khóc nha. Hoàng Đậu Đậu, cuối cùng tôi đã hiểu tâm trạng của cô rồi. Cô có thai, mọi người đều mừng cho cô, nhưng cô lại không vui. Giờ Ngô Đại Duy cầu hôn tôi, mọi người đều nghĩ là cơ hội của Lãnh Sang này tới rồi. Nhưng tôi lại không vui một chút nào hết. Được rồi, được rồi, được rồi. Đầu óc cô có phải bị bệnh rồi không? Ngô Đại Duy là một người đàn ông tốt, là đại diện điển hình của một người đẹp trai nhà giàu. Thái Vĩnh Hà cũng là cậu ấm nhà giàu mà. Sao cô không muốn sinh con cho anh ấy hả? Tôi với cô khác nhau. Lúc đầu Thái Vĩnh Hào cầu hôn tôi, tôi không như cô bây giờ. Cô biết không, giờ cô giống như một người đang mắc chứng sợ kết hôn vậy. Đúng, tôi sợ kết hôn. Cô sợ sinh con. Cái gì chúng ta cũng sợ hãi hết. Lãnh Sang, tôi sợ con nít là bởi vì tôi chưa chuẩn bị tâm lý thì nó đã đến rồi. Nhưng mà cô từng này tuổi rồi, cô còn sợ kết hôn nữa. Tôi bào lớn hả? Được, được, được. Vậy tôi hỏi cô, rốt cuộc bây giờ cô đã chuẩn bị tâm lý kết hôn chưa? Hơn nữa, tôi sinh con xong còn phải nuôi con. Mà nuôi một đứa bé thì mất 3 tới 5 năm. Khoảng thời gian đó là thanh xuân đẹp nhất trong đời tôi. Tôi không muốn lãng phí như vậy. Nói tới việc nuôi con, chắc cô cảm nhận sâu sắc nhất. Lúc đầu cô nuôi Thiên Hữu chịu bao cực khổ, đâu phải là cô không biết. Mấy năm trước không phải cô giống y như chị Tường Lâm, thường xuyên lải nhải sao? Không phải tôi giống, mà là tôi nuôi Thiên Hữu mười mấy năm. Tôi mới biết đây là sự lừa dối. Là một sự lừa dối. Lừa dối gì hả? Sao Thiên Hữu lại là sự lừa dối? Liên quan gì tới Thiên Hữu chứ? Trời ơi, lẽ nào là giờ cô ấy đang ngủ nhà tôi? Hai người họ không phải bạn thân sao? Cô ấy ôm Đậu Đậu trên giường tôi. Đậu Đậu lại đang có thai. Toàn thân Lãnh Sang toàn mùi rượu. Tôi rất lo lắng. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ qua đón nó ngay. Được, vậy cảm ơn anh. Đậu Đậu. Được rồi, được rồi, được rồi. Đậu Đậu, được rồi, được rồi. Mặc kệ nó đi, đi về đi. Được, đi cẩn thận. Đậu Đậu, gì vậy? Em đang mang thai, bên ngoài lạnh, vô nhà đi. Không có nghiêm trọng vậy đâu. Họ đã đi rồi, về nhà thôi. Anh làm gì hốt hoảng vậy? Hốt hoảng cái gì? Em đang mang thai, biết chưa? Đỡ hơn chưa?
Về rồi hả? Không sao chứ. Nó mới nôn đó. Ngô Đại Duy cầu hôn tôi. Là hai người thông đồng hả? Chuyện cầu hôn tôi với anh cô làm sao kiểm soát được? Đại Duy yêu cô, muốn chung sống với cô mà. Tôi không đồng ý. Dạo này có quá nhiều chuyện, tôi thấy như đang gặp ác mộng, vẫn còn chưa tỉnh dậy. Ngô Đại Duy đối với em là thật lòng, em không thể từ chối như vậy được. Sao em không suy nghĩ lại hả? Em còn đầu óc để suy nghĩ sao? Em mệt rồi, em muốn đi ngủ. Tiểu Sang, nào, uống ly nước rồi ngủ. Diên Trân, cô biết bây giờ tôi cảm giác gì không? Tôi nhớ trong bài học trước đây của chúng ta có một bài văn như vậy. Một người phụ nữ vì một sợi dây chuyền bảo thạch mà phải lao động trả nợ suốt 10 năm. Cuối cùng mới biết sợi dây chuyền bảo thạch đó là giả. Cô nói sợi dây chuyền của Mạc Bạc tan chứ gì? Giờ tôi rất muốn xuyên vào cuốn sách đó để bắt người đàn bà ngu ngốc đó ra hỏi thử. Lúc cô biết sợi dây chuyền đó là giả, cô có cảm giác gì? Lúc cô ta biết cô ta lãng phí 10 năm thanh xuân, cô sẽ có cảm giác gì? Biết sự thật rồi thì làm sao đối mặt với nó đây? Là tiếp tục giả ngốc giả khờ, hay là sống trong hiện thực đau khổ không thể tả? Cô biết không, giờ tôi muốn ngủ một giấc đừng bao giờ tỉnh nữa. Lãnh Sang, cô đang nói bậy bạ gì vậy? Thiên hữu đâu phải sợi dây chuyền. Bản thân cô cũng nói mấy năm nay có thiên hữu ở bên cạnh cô. Lúc cô bị bệnh, thiên hữu mới được 5 tuổi, nhưng nó đứng trên ghế đút cháo cho cô ăn. Còn lúc cô đi xem mắt thất bại, lúc cô đơn nhất, cũng là thiên hữu lôi cô lên núi, kéo cô đi khu vui chơi. Bản thân cô còn nói thiên hữu lấy tiền mừng tuổi mua kem cho cô ăn. Những năm tháng vui vẻ đó đều là giả sao? Những niềm vui đó lẽ nào không phải trải nghiệm cuộc sống của cô? Đúng vậy, những niềm vui này bây giờ nhìn lại thật mỉa mai. Cô nói đúng, thiên hữu không phải sợi dây chuyền, không phải đồ vật, cho nên không ai hiểu được nỗi đau trong lòng tôi đâu. Không phải mấy người mở miệng nói đạo lý thì có thể xoa dịu được oán hận trong lòng tôi đâu. Tôi là người phàm, không phải thánh nhân. Bởi vậy cho nên tôi chỉ biết
Nếu không có nó, tôi sống vui vẻ hơn bây giờ nhiều. Tôi biết bây giờ tôi có nói gì cũng vô dụng. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ đi tìm Hạ Diễm Hồng, cho cô một câu trả lời. Đường Đông Tam Hoàng. Tiểu Sang, sao em lại uống rượu hả? Sao em không thể uống chứ? Ai quy định em không thể uống rượu? Em nhìn em uống kìa. Đừng uống nữa. Em sao hả? Em như thế nào thì mặc kệ em. Anh ở trong tù. Lúc anh ở trong tù thi hành án, anh biết em như thế nào không? Lúc em làm ba làm mẹ nuôi Thiên Hữu lớn, anh biết em ra sao không? Con gái người mới hơn 20 tuổi, xinh đẹp, đáng yêu, ra ngoài tìm bạn trai hẹn hò yêu đương, anh biết em thế nào không? Ngày nào em cũng như đàn ông, nên không tìm được bạn trai nào hết. Giờ em tìm được rồi, nhưng đã già. Anh hiểu không? Anh nói coi em thế nào hả? Tiểu Sang, em uống sai rồi, đừng uống nữa. Anh buông ra. Đừng uống nữa. Anh buông ra. Em hỏi anh, anh tìm Hạ Diễm Hồng chưa? Tiểu Sang, chúng ta đừng làm rõ chuyện này ra được không? Phải làm chứ. Tại sao không? Tại sao không hả? Thiên Hữu, em nuôi nó 14 năm. Em coi nó như con trai ruột. Em nuôi nó 14 năm. Anh biết không, nó là con trai anh, nên em mới coi nó như con ruột của mình mà nuôi dưỡng. Anh biết, anh biết đứa bé đó sáng nay lúc ôm em mà khóc, trong lòng em đau như dao cắt, anh hiểu không? Tại sao em không được tìm cô ta? Tại sao em không được hỏi rõ? Em có quyền được hỏi rõ chứ. Anh tìm cô ta cho em. Anh cần phải tìm cho em. Anh đi tìm cho em đi. Nhỏ tiếng thôi, em không sợ Thiên Hữu nghe thấy sao? Anh tìm cô ta cho em. Alo. Tôi biết. Anh ở đường nào? Anh không được nghe điện thoại. Không được nghe điện thoại. Anh đưa đây, đưa đây. Anh ấy không đi, anh ấy không làm tài xế lái thay nữa. Anh ấy không đi làm nữa, anh ấy không làm nữa. Tiểu Sang, anh đưa đây. Anh đi tìm cô ấy cho em. Em làm gì vậy? Anh đi tìm cô ấy cho em. Em điên rồi hả? Em điên rồi đó. Em nuôi Thiên Hữu 14 năm, em không biết nó là con của ai hết. Anh muốn bị cắm sừng cũng được, nhưng đừng có lôi em theo. Sao vậy? Hai người sao vậy? Sao lại cãi nhau hả? Anh đánh em. Tiểu Sang, lãnh kiếm, sao lại đánh cô ấy? Tiểu Sang, anh... Lãnh Sang, Lãnh Sang, Tiểu Sang, Lãnh Sang. Lãnh Sang, Lãnh Sang, cô muốn đi đâu hả? Về nhà đi, mặc kệ tôi. Anh ấy dựa vào đâu mà đánh tôi? Anh ấy vì Hạ Diễm Hồng mà đánh tôi. Tôi nuôi con anh ấy lớn, dễ dàng lắm hay sao? Dựa vào đâu mà đánh tôi? Có người làm anh nào như vậy không? Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Chúng ta về nhà thôi, tôi không về, không có nhà. Mặc kệ tôi đi. Tiểu Sang, anh sai rồi. Anh không xứng làm anh trai. Anh không nên đánh em. Anh thật sự sai rồi. Anh tự tát mình. Coi nhanh xin lỗi em được không? Lãnh kiếm, lãnh kiếm. Mẹ nói gửi gắm em cho anh. Anh không chăm sóc tốt cho em là anh không đúng. Anh làm gì vậy? Đừng đánh nữa.
Tiểu Sang, anh xin lỗi. Ba mẹ gửi gắm em cho anh, nhưng anh không chăm sóc tốt cho em. Anh à. Anh à. Chị thấy đỡ hơn chưa? Thật không ngờ chị trải qua những chuyện như vậy mà vẫn rất mạnh mẽ. Tôi trải qua một lần hôn nhân biến động mà sắp ngã quỵ luôn. Không phải tôi mạnh mẽ, mà là tôi bị ép. Thật ra Lãnh Kiếm cũng là người bị hại. Vì sự hoang đường của tuổi trẻ mà phải trả giá thê thảm. Còn về Lãnh Sang, cô ấy càng vô tội hơn. Vì đứa bé này mà từ bỏ việc học, hy sinh thanh xuân của mình, một mình nuôi dưỡng đứa bé. Dù quá khứ các người có ân oán gì, hãy vì sự trưởng thành khỏe mạnh của đứa bé, quá khứ thì để nó qua đi. Cho dù không thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh, nhưng ít nhất cũng không nên bắt nó gánh vác những thứ mà nó không nên gánh vác. Thiên Hữu đã cao tới như vậy rồi. Chị thấy Thiên Hữu rất khỏe mạnh không? Chị biết không? Tôi còn nhớ lúc Thiên Hữu 1 tuổi, nó sốt cao, chuyển sang viêm phổi cấp tính. Chị biết không? Lãnh Sang lo lắng chết đi được. Cô ấy rút hết tiền học phí, vẫn không đủ. Cô ấy buộc phải bán máu. Nhưng chị biết không, ở trước mặt tôi, cô ấy chưa từng khóc. Lúc nào cũng tươi cười hớn hở. Chỉ có hôm cô ấy thôi học, cô ấy mới thực sự sụp đổ. Cô ấy khóc. Chị biết cô ấy nói gì với tôi không? Chỉ cần tôi còn, thì tiểu Thiên Hữu của tôi sẽ khỏe mạnh lớn lên. Cô ấy đã làm được rồi. Nhưng chị biết không, vì Thiên Hữu, vì thân thể của Thiên Hữu mà cô ấy ngã quỵ. Thiên Hữu là một đứa trẻ rất thông minh, nhưng nó rất nhạy cảm. Tinh thần của Lãnh Sang sẽ ảnh hưởng tới nó. Tất nhiên, tôi không có quyền yêu cầu chị làm gì đó cho Lãnh Sang. Nhưng vì Thiên Hữu, có phải chị nên bỏ hết những ân oán trong quá khứ xuống không? Nói đi, các người muốn tôi làm sao hả? Mm-hmm.
Tôi không sao. Chẳng qua tôi ngủ không ngon thôi. Tìm được Hà Diễm Hồng chưa? Hà Diễm Hồng đúng là một người đẹp. Cô ta đẹp hay không tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn xác nhận Thiên Hữu có phải con cháu nhà chúng tôi không thôi. Hà Diễm Hồng đã nói rõ ràng rồi, Thiên Hữu là con trai của anh trai cô. Thật hả? Nhìn đi, nhìn đi. Hà Diễm Hồng nhóm máu A. Cô ấy nhóm máu A. Thiên Hữu theo cô ấy. Thiên Hữu là con trai của anh, cháu ruột của em. Em không tin. Em không tin. Các người lấy kết quả xét nghiệm giả ra lừa em. Em không chịu nổi việc lừa gạt của các người đâu. Em không tin. Cô xem, cô xem. Tên họ Hà Diễm Hồng, 34 tuổi. Còn có số chứng minh thư, với lại số bảo hiểm y tế, số thứ tự xếp hàng. Nhìn phía dưới đi. Còn có con dấu của bác sĩ làm xét nghiệm nữa. Có thể giả sao? Nào nào nào, cô xem. Đây là hóa đơn. Cô biết xem hóa đơn mà. Cô tự xem đi. Diên Trân, tôi không tin. Thiên Hữu là con cháu của Lãnh Gia mà. Trừ khi chính miệng Hà Diễm Hồng nói với em mới tin. Tôi biết cô sẽ nói như vậy mà. Lãnh Kiếm, gọi điện cho Hà Diễm Hồng đi. Kêu cô ấy nói với Lãnh Sang mấy câu đi. Nếu không tối nay cô ấy sẽ bị mất ngủ nữa. Alo. Tiểu Sang không yên tâm. Cô nói chuyện với nó đi. Nào nào nào, nhanh. Alo, Lãnh Sang. Thiên Hữu là cốt nhục của Lãnh gia các người. Năm xưa không còn cách nào khác, nên mới để Thiên Hữu lại cho các người. Nhưng anh tôi nói với tôi, anh ấy còn nhớ, chị với ba chị đều là nhóm máu ô. Là Lãnh Kiếm nhớ nhầm rồi. Lúc đó ba tôi gặp nguy hiểm, sau đó làm phẫu thuật, thì lấy máu của Lãnh Kiếm trước, rồi mới lấy của tôi. Sau khi Lãnh Kiếm cho máu xong, thì về nhà lấy tiền làm phẫu thuật. Có thể anh ấy gấp quá, nên mới tưởng tôi với anh ấy cùng một nhóm máu. Thật ra, tôi với ba tôi đều là nhóm máu A. Nói như vậy, Thiên Hữu là con cháu của Lãnh Gia. Lãnh Sang, tôi nghe Lãnh Kiếm nói, lần trước Thiên Hữu thi không tốt, cô rất giận. Hôm nay nó lại thi nữa, lần này nó thi sao rồi? Nếu đã là con cháu của Lãnh Gia, thì chị không cần phải bận tâm đâu. Được, giờ có thể yên tâm chưa? Chân tướng sáng tỏ rồi, có thể nghỉ ngơi chưa hả? Tên ngốc này, sao anh có thể nhớ nhầm chứ? Được rồi, chân tướng đã sáng tỏ, cô yên tâm đi nha, có thể nghỉ ngơi rồi. Nhìn em kìa, gầy đi nhiều quá, cái cằm cũng nhọn ra, sắp thành thiếu phụ già lớn tuổi rồi. Cẩn thận Đại Duy không cần em nữa đâu. Anh ta không cần thì sao? Em đói rồi, em muốn ăn cơm. Em muốn ăn gì, anh đi làm cho em ngay. Em muốn ăn thịt nướng. Em muốn ăn đùi gà. Được, hai người nói chuyện đi. Anh đi nấu cơm đây. Tâm bệnh phải có tâm dược trị. Cô xem, mới nói có mấy câu thì tinh thần của cô khác liền. Đừng khóc nữa.
nước mắt sắp cạn khô rồi. Ăn đi. Có ngon không? Ngon lắm. Đói chết được. Nào nào nào, canh có rồi đây. Nào. Anh cũng thật là. Anh Kỳ thị nhóm máu hả? Bản thân nhóm máu ô thì cũng nhớ là cả nhà Hà Diễm Hồng cùng nhóm máu với anh. Anh biết suýt chút nữa anh hại chết em rồi không? Là lỗi của anh. Tiểu Sa, nào nào nào, anh lấy canh cho em. Diên Trân, Hà Diễm Hồng là một phú bà hả? Cô hỏi cái này làm gì? Anh có quan sát quần áo trang điểm của cô ấy bảo dưỡng như thế nào không? Có thể nhìn ra được cô ấy là một người có tiền không? Cũng cỡ như mình thôi. Đúng đúng, cũng như mình, rất bình thường, nhìn không giống. Nếu cô ấy là một phú bà thì sẽ cướp thiên hữu của chúng ta. Tiểu Sang, em yên tâm đi. Thiên hữu là người nhà của chúng ta, không ai cướp được đâu, yên tâm đi. Mau ăn đi. Ăn đi. Gần lầu gần nước được trăng nước. Tôi đã gần cô ấy như vậy rồi. Sao tôi vẫn không nắm bắt được tâm tư của Lãnh Sang hả? Cô ấy có nói với mọi người đã từ chối lời cầu hôn của tôi không? Đại Duy, anh cầu hôn mới một lần chưa thành công thì đã nản lòng rồi. Tôi không nản lòng. Tôi đã nghĩ rất nhiều phương án rồi. Nếu không tôi tới nhờ chị làm gì? Chị dò hỏi tâm ý của cô ấy giùm tôi, xem rốt cuộc cô ấy nghĩ sao đi. Tôi rất sợ mình lại thất bại nữa quá. Tôi hỏi anh, luận văn tốt nghiệp của anh một lần đã thành công rồi hả? Không có. Vậy thì đúng rồi. Chưa gì anh đã sợ là sao? Lãnh Sang đâu tỏ ý không yêu anh hay muốn chia tay với anh đâu. Giờ chỉ là thử thách anh thôi. Cố lên. Tôi hiểu rồi. Ăn đi. 1, 2, 3. Đại Duy, có phải cá bị chết một con rồi không? Nếu không có em, anh nghĩ đàn cá chắc chẳng còn con nào đâu. Vậy không được rồi, anh phải cho nó ăn chứ. Em nói anh biết đây là tài lộc đó. Người làm bất động sản để ý cái này lắm. Cái gì đây hả? Sao lại ném bậy bạ vào đây chứ? Em còn nhớ cái này không? Hôm em hứa hẹn hò với anh thì đó là thời khắc hạnh phúc nhất đời anh. Hôm đó em cười cực tươi. Anh muốn em cười tươi như vậy suốt đời. Lần trước em không nhận nhẫn, anh tình nguyện tin là do nhẫn mà ra. Nên lần này anh đã mua lại cái mới cho em. Em thích không? Mắc lắm hả? Lớn quá đi. Vấn đề là em thích hay không kìa. Đại Duy, em biết anh có ý gì. Anh cho em thời gian suy nghĩ đi, có được không? Chị em nói cho anh biết đi. Tại sao vậy? Thật ra thì thời gian trước nhà em xảy ra một số chuyện, giờ thì bình yên trở lại. Cho nên em muốn được yên tĩnh một mình. Hèn gì.
Nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Em có thể nói cho anh biết không? Dù sao thì chuyện cũng không liên quan tới anh. Anh coi như em đang bối rối đi được không? Anh cũng biết phụ nữ hay do dự mà. Coi như em tiền mãn kinh cũng được. Tiền mãn kinh nữa chứ. Em tiền mãn kinh thì anh cần cố gắng làm gì chứ? Thật là, anh nói gì vậy? Xin chào. Giám đốc Lãnh, hôm nay chị đến sớm quá. Nếu đường không kẹt xe, thông suốt một mạch thì sẽ tới sớm hơn. Chào. Để đã Tiểu Lương, xoay một vòng đi. Bộ váy này hợp với cô lắm. Cô có phát hiện bộ váy này làm nổi bật sắc mặt của cô ấy không? Thật sao? Tôi mua lúc đi dạo với bạn trai đó. Hèn gì, ngọt ngào quá đi. Tranh thủ đi, đừng có giống tôi. Phải rồi, việc thuê nhà của người tên Motorola sao rồi? Anh ta khó quá. Vừa muốn hướng mặt trời, vừa muốn không khí thoáng đãng. Tóm lại là giờ vẫn đang chọn. Được rồi, chuyện này cứ giao cho tôi đi. Lúc đầu là anh muốn chia tay. Chia tay thì chia tay, cuối cùng cũng phải dùng tới chân tình. Thiên Hữu, cô Út, cô thừa nhận thời gian qua cô Út có thái độ không tốt với con. Ai kêu con thi không tốt nên làm cô bực làm gì? Cô Út, được rồi, con coi như cô Út tiền mãn kinh sớm đi. Cô Út, vậy lần sau cô tới thời gian mãn kinh thì nói con sớm biết đi, để con biết đường chuẩn bị nữa. Ít nhất thì làm bài thi điểm cao một chút. Được được được, cô đảm bảo được chưa? Móc méo. Móc méo rồi thì 100 năm không được thay đổi. Được rồi, có thể đi chưa? Sau này cô không được đối xử với con như vậy nha. Về nhà thôi. Trời ơi,再爱你几回你不流泪，究竟我爱你几回能抹去你的伤悲，能擦干你受伤的泪水。这种淡淡回味，我无怨无悔 ，My baby。请我。